Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mai Châu. Hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lòng hồ sông Đà. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa hối thúc Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm với tư cách là một cường quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, ngày 4 tháng 11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tham dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên chất vấn. Trong ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục trả lời các đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc lĩnh vực Bộ có trách nhiệm và giải trình tập trung vào những nội dung mà cử tri quan tâm như phát triển không gian ngầm, tăng cường quản lý đô thị. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng làm rõ thêm một số vấn đề liên quan như thực trạng của cơ quan quản lý nhà nước về không gian ngầm hiện nay, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, xây nhà nhiều tầng, xây trên đất nông nghiệp, đất không được phép xây dựng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhiều giải pháp được đưa ra liên quan đến vấn đề như quản lý thuê bao đầu số của các nhà mạng, việc xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, việc quản lý sim giác, tình trạng thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, nhất là số điện thoại diễn ra khá phổ biến. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đã khẳng định sẽ hoàn thiện lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến xác định vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm để quản lý công chức viên chức. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng trả lời về chế độ cho cán bộ công chức viên chức và không chuyên trách ở cấp xã. Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Câu hỏi chất vấn đã bám sát nội dung, ngắn gọn. Các bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập và đề xuất một số giải pháp. Ngày 4 tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết số 18 là bước cụ thể hóa một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng 12 đã đề ra về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với nhiều nội dung tác động trực tiếp toàn diện đến các tổ chức cán bộ công chức viên chức. Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 3.736 biên chế cán bộ công chức. Sau 5 năm, toàn hệ thống chính trị đã thực hiện được mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian, số lượng lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng phân tích thêm một số nét nổi bật trong kết quả thực hiện nghị quyết sau 5 năm và những bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ trọng tâm được dự thảo báo cáo nêu. Các địa phương có kiến nghị điều chỉnh nội dung báo cáo nghị quyết số 18 gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 8 tháng 11 để Ban Tổ chức Trung ương bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo. Ngày 4 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Lầu, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ và nhân dân khu dân cư xóm Lầu đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022. Để triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân
đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, giữ vững lòng tin và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện và tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về địa bàn khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Xóm Lầu, xã Vạn Mai hiện có 166 hộ với 683 nhân khẩu. Năm 2022, với sự đóng góp của bà con nhân dân, khu dân cư đã đầu tư mở rộng khuôn viên nhà văn hóa với tổng trị giá gần 140 triệu đồng. Đời sống người dân từng bước được cải thiện nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, xóm Lầu có 143 trên 166 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 86,1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,8%. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao một suất hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng một nhà đại đoàn kết. Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng một nhà tình nghĩa cho xóm Lầu, xã Vạn Mai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Mai hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng một nhà đại đoàn kết cho xóm Tiền Phong, xã Vạn Mai. Ngày 4 tháng 11, Đoàn Giám sát Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Xây dựng về kết quả tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt, đảng viên năm 2022. Đảng bộ Sở Xây dựng có 59 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Qua học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở Sở Xây dựng vi phạm phải xử lý kỷ luật. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, quy định về trách nhiệm nêu gương, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, với mục đích nêu cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hòa Bình đang triển khai giải phóng mặt bằng 102 dự án, trong đó có 62 dự án chuyển tiếp từ năm 2021, 40 dự án mới năm 2022. Trong tháng 10 đã chi trả trên 13 tỷ đồng cho các hộ dân thu hồi đất ở dự án đường nối từ đường QH8 nối với đường An Dương Vương đợt 1, khu đô thị Sông Đà đợt 2, đường Quang Tiến Thịnh Minh, nâng tổng số tiền chi trả giải phóng mặt bằng 10 tháng năm 2022 ở thành phố Hòa Bình là gần 300 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Hòa Bình đang tiếp tục thẩm định phê duyệt các dự án gồm khu đô thị Thống Nhất, cụm công nghiệp Tiên Tiến, đường Hòa Bình và đường Âu Cơ đi cảng Bích Hạ, khu tái định cư khu công nghiệp Mông Hóa. Công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình dự án trọng điểm của tỉnh được thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, một số dự án còn khó khăn vướng mắc chủ yếu là do cơ chế chính sách về đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thành phố Hòa Bình đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai các dự án. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 31 dự án, tăng 3 dự án so với năm 2021, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài và 29 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư theo đăng ký là hơn 11.200 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 701 ha, tăng 276 ha so với năm 2021. Những tháng cuối năm nay, huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước chuyển biến mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với doanh nghiệp, công dân nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ứng xử phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ngày 4 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu xây dựng liên kết ngành hàng rau an toàn tỉnh Hòa Bình. Toàn tỉnh hiện có 274 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 80,5% số hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 20 hợp tác xã phát triển vùng sản xuất rau an toàn Việt Gáp rau hữu cơ PGS với tổng diện tích là gần 500 ha. Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam và 10 hợp tác xã chuyên sản xuất rau an toàn của tỉnh đã đưa ra những yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng đối với sản phẩm rau an toàn. Các hợp tác xã sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh cũng chia sẻ thông tin về quy mô sản xuất, sản lượng, các chứng nhận sản phẩm, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và phát triển thị trường, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong phát triển sản xuất rau an toàn tại địa phương. Các hợp tác xã sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Rau an toàn Hòa Bình để tạo thành chuỗi liên kết phát triển bền vững mô hình sản xuất rau an toàn, qua đó liên kết với Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam để kết nối cung cầu, xây dựng liên kết sản xuất tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm rau củ quả an toàn. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lòng hồ sông Đà. Triển khai cao điểm 90 ngày đêm bỏ sổ hộ khẩu giấy. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm chuyển dân xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình tại các xã vùng lòng hồ huyện Đà Bắc, bài toán sinh kế có ý nghĩa quan trọng giúp người dân vùng hồ vươn lên ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ dân tái định cư sống ven lòng hồ thủy điện và tiên phong trong phong trào nuôi cá lồng ở hồ thủy điện Hòa Bình, ban đầu gia đình ông Đinh Văn Quốc, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc chỉ nuôi cá để cải thiện bữa ăn gia đình. Tuy nhiên nhận thấy đây chính là hướng để vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế. Ông Quốc đã đầu tư lồng để nuôi cá. Ban đầu gia đình được xã phòng chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nuôi cũng như hướng vay vốn đầu tư. Sau hơn 20 năm, gia đình ông Quốc đã có 8 lồng cá, chủ yếu là cá chấm, lăng, rô, chép. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, thu nhập từ nuôi cá lồng của gia đình đạt từ 150 đến 200 triệu đồng. Chúng tôi mong muốn đề nghị các cấp mà là lãnh đạo cũng như là cấp trên là quan tâm hỗ trợ cho chúng tôi. Thứ nhất là về tiếp cận các nguồn vốn lãi suất thấp. Cái thứ hai nữa là cho chúng tôi là tiếp cận được cái như là công nghệ số để chúng tôi có cơ hội để quảng bá cái thương hiệu sản phẩm cá sạch của chúng tôi. Làm ra của bà con làm ra trên lòng hồ sông Đà để đến tận các cái siêu thị cũng như đến cái người tiêu dùng. Thực hiện công tác chuyển dân phục vụ nhiệm vụ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà từ năm 1982 đến 1986, huyện Đà Bắc đã hoàn thành việc di chuyển 2.365 hộ dân với 12.397 nhân khẩu, 3.700 mồ mả cùng hàng chục vạn mét vuông nhà ở của nhân dân tại 60 bản làng thuộc 18 trên 23 xã. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Đà Bắc luôn chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Những con đường liên xóm, liên xã trước kia giờ đã được thay mới bằng đường bê tông, giúp việc đi lại giao thương hàng hóa dễ dàng hơn. Cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, các xã còn tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ cây con giống, máy móc, vật tư nông nghiệp. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng cũng như nhà nước chính phủ thì quan tâm một số cái chương trình chính sách về dân tộc để cho bà con sinh kế làm phát triển kinh tế làm giàu cho địa phương. Thứ nhất là về vốn hỗ trợ cho bà con nhân dân, thông qua đó là tập huấn cho bà con nhân dân, từ đó là bà con nhận thức được là có ý thức để mà phát triển kinh tế. Có thể nói những năm qua bằng sự hỗ trợ từ các chương trình chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện Đà Bắc, thông qua các hoạt động sinh kế hỗ trợ vốn giống, người dân vùng hồ đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, tận dụng lợi thế vùng hồ để phát triển du lịch cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Đến nay đời sống của người dân đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 29,8 triệu đồng một người một năm. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 khu dân cư kiểu mẫu, 11 vườn cây kiểu mẫu nông thôn mới, 6 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 4 sao. Tuyên truyền bà con để khắc phục, và hiện nay với người trên này thì thường là ở một chỗ và sản xuất một chỗ, người ta sẽ làm cái lều lại chán ở trong đó, khi vào mùa màng sản xuất thì họ sẽ lên ở đấy vài hôm xong lại về, như vậy thì cũng vẫn đảm bảo được cái ổn định được đời sống của người dân, đặc biệt là chỗ ở.
huyện Đà Bắc tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là tận dụng lợi thế lòng hồ thủy điện Hòa Bình để phát triển thủy sản. Huyện cũng đã và đang chủ động xây dựng các quy hoạch phát triển du lịch thủy sản, tăng cường các giải pháp để hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là người dân vùng hồ. Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa kế hoạch từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị bãi bỏ, không còn giá trị sử dụng. Thẻ căn cước công dân gắn chip chính là loại giấy tờ quan trọng tiện lợi để thực hiện các giao dịch cá nhân. Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch mở cao điểm 90 ngày đêm nhằm đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu triển khai luật cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính. Toàn tỉnh hiện có hơn 218.900 sổ hộ khẩu. Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, lực lượng công an các địa phương đang tích cực triển khai nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. Và để làm rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại khoản 3 điều 38 luật cư trú nêu rõ, sổ hộ khẩu được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu, xác nhận về cư trú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay thường gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vì vậy, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Sổ hộ khẩu giấy là một trong những giấy tờ quan trọng của mỗi cá nhân và hộ gia đình. Tuy nhiên vì bằng giấy nên dễ xảy ra mất, rách hay đánh rơi. Với gia đình ông Nguyễn Văn Chính ở phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, thì đây được coi là vật bất ly thân khi mọi thông tin liên quan đến nhân khẩu hoặc thực hiện các công việc cần thiết khi đến Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường cần đến nó. Khi tách khẩu rồi, khi làm các việc là phải có sổ khẩu, chẳng hạn như là mình nắp điện, nắp điếc các thứ hoặc là nắp nước cũng phải có. Bây giờ là hiện tại bây giờ thì là chương trình của nhà nước là cũng muốn tích hợp vào cái thẻ căn cước. Đấy, nhưng mà sổ khẩu này vẫn là rất là quan trọng. Sổ hộ khẩu trước nay được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Những người đăng ký tạm trú chỉ được cấp sổ tạm trú thay vì sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu còn được coi là một loại giấy tờ quan trọng để thực hiện các giao dịch dân sự. Sổ hộ khẩu mới quan trọng nhất với đối gia đình mình, với lại tất cả gia đình, mọi gia đình khác cũng thế thôi. Ví dụ như cái sổ hộ khẩu này thì mình đi đâu, như kiểu là mình ra xã, ra phường hay là mình sinh con, sinh cháu đi chăng nữa, mình đi mang đi nhập con vào đây, nhập cháu vào đây thì làm cũng rất gắn bó. Tuy nhiên, việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu đã và đang gây tốn kém, lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời gây ra nhiều khó khăn rườm rà cho công dân khi đi làm các thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, công an các đơn vị địa phương đang tập trung thực hiện 5 nhóm nội dung như cấp căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, tiếp nhận giải pháp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, công tác tham mưu, triển khai thực hiện, bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Toàn tỉnh hiện có hơn 218.900 hộ dân đang thường trú với hơn 936.000 nhân khẩu, tương ứng hơn 218.900 sổ hộ khẩu. Riêng trong tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh đã cấp gần 5.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân, nhận trên 625.000 thẻ căn cước công dân, trả trên 624.000 thẻ cho công dân. Khi xuất trình cái thẻ căn cước công dân có thể thay thế cái sổ hộ khẩu cũng như sổ tạm trú để thực hiện các giao dịch và thuận lợi trong các cái giao dịch của công dân. Việc xác thực cũng như là định danh điện tử nó là thay thế cho cái việc cầm một cái bản giấy nó là bằng điện tử. Thì khi đi làm thì sẽ gọn và giảm được các cái giấy tờ có liên quan và công dân không phải mang nhiều các cái loại giấy tờ nữa. Trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, nhiều người dân vẫn bỡ ngỡ lo lắng khi việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy được thực hiện.
Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền của công an các xã, phường, thị trấn, hầu hết người dân đã hiểu tiện ích mà chính họ được hưởng khi việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Nếu mà phường xã có cái dịch vụ như thế thì người dân với lại như gia đình tôi thì là cũng thấy nó thuận lợi hơn. Như vậy là sau khi sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chip chính là loại giấy tờ quan trọng, tiện lợi để thực hiện các giao dịch cá nhân. Vì vậy, người dân cần nhanh chóng đi làm căn cước công dân gắn chip càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của chính bản thân. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, trường hợp đủ điều kiện mà vẫn chưa làm căn cước công dân gắn chip có thể gặp khó khăn trong thực hiện các giao dịch bởi thời điểm này sổ hộ khẩu đã bãi bỏ và không còn hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới phương thức quản lý thường trú tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính. Và đến đây phần bình luận của tôi xin được kết thúc. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên. Điều này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk đã thảo luận về các biện pháp đáp trả Triều Tiên trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một thông cáo rằng hai quan chức lên án mạnh mẽ các hoạt động leo thang của Triều Tiên, bao gồm cả các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của nước này. Thông báo cho biết ông Austin nhắc lại cam kết chắc chắn của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc sử dụng đầy đủ các khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân, thông thường và tên lửa. Lầu Năm Góc cũng cho biết ông Austin lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của họ là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của chế độ Kim Jong-un. Ông Austin nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp rằng rất đáng tiếc là Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng phi pháp và gây mất ổn định với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vụ phóng tên lửa bổ sung khác. Ông nói thêm hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để phát triển các phương án nhằm bảo vệ Mỹ và các đồng minh. Bộ trưởng Lloyd Austin cho biết Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại cuộc họp nhóm G7 ở Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa vừa hối thúc Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm với tư cách là một cường quốc. Các ngoại trưởng G7 đã trao đổi quan điểm về Trung Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vào thứ Năm. Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc giục Bắc Kinh đóng vai trò là một cường quốc lớn. Ông cũng cho rằng các nước G7 cần phải gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng họ sẵn sàng phối hợp cùng nhau trong các lĩnh vực mà họ có thể hợp tác. Đáp lại, những người tham gia khác cho biết hợp tác hiệu quả với Trung Quốc sẽ chỉ có thể thực hiện được theo trật tự quốc tế, dựa trên luật lệ. Các bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Ông Hayashi cũng đề cập đến loạt vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, trong đó có vụ phóng tên lửa có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ông nhấn mạnh rằng hành động khiêu khích của Triều Tiên không bao giờ được dung thứ. Các bộ trưởng đã cùng lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên. Một tay súng đã nổ súng trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Pakistan khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, trong đó có cựu thủ tướng Imran Khan. Truyền thông địa phương cho biết vết thương ở chân của ông Khan không nguy hiểm đến tính mạng. Các nhà chức trách cho biết vụ xả súng xảy ra ở tỉnh Punjab, miền đông nước này hôm thứ Năm. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi nổ súng ngay sau khi vụ việc xảy ra và đang xem xét động cơ. Người phát ngôn của Đảng Phong trào vì Công lý của ông Khan gọi vụ xả súng là một vụ ám sát rõ ràng. Những người ủng hộ cựu thủ tướng cũng đang tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Ông Khan bị lật đổ khỏi vị trí thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội vào tháng 4. Ông đã bắt đầu một cuộc tuần hành phản đối ở phía đông thành phố Lahore vào tuần trước, kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Khi vụ việc xảy ra, đoàn xe đang hướng tới thủ đô Islamabad. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75% điểm lên 3% trong lần tăng thứ 8 liên tiếp. Động thái hôm thứ Năm đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1989, Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất với biên độ lớn như vậy theo chính sách tiền tệ thông thường. Chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 9 đã tăng 10,1% so với một năm trước đó do lạm phát kỷ lục tiếp tục. Ngân hàng Trung ương Anh hy vọng việc tăng lãi suất mạnh sẽ ngăn giá cả tăng vọt.
Tại Ấn Độ, chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi trong ngày 3 tháng 11 đã lên tới mức nghiêm trọng và nguy hiểm. Theo các trạm quan trắc địa phương hôm thứ Năm, 20 triệu cư dân của thủ đô của Ấn Độ đang hít thở bầu không khí bị ô nhiễm đến mức chỉ số chất lượng không khí cao tới 800. Thông thường các chỉ số dưới 50 là tốt, trên 500 được coi là nghiêm trọng. Trước tình hình này, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm các xe tải chạy bằng động cơ diesel không chở các mặt hàng thiết yếu. New Delhi đã ngừng hầu hết các công việc xây dựng và phá dỡ trong tuần này với yêu cầu rằng người dân giảm sử dụng than và củi, đồng thời họ sử dụng dịch vụ đi chung xe để đi lại. Chất lượng không khí nguy hại không phải là hiếm trong những tháng lạnh hơn ở New Delhi vì không khí nặng hơn giữ các hạt bụi và khí thải. Bên cạnh đó, nông dân địa phương thường đốt rơm rạ và cây trồng khô. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.